Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, chúng ta thường hay gọi những cơ quan sinh dục của nam và nữ là vùng kín bởi vì nó luôn được che đậy và bảo vệ trong quá trình phát triển và trưởng thành. Chính vì nó là vùng kín nên có nhiều người cho đến khi trưởng thành vẫn chưa biết hình dạng của vùng kín người khác giới sẽ như thế nào, đặc biệt là phụ nữ. Khi còn nhỏ, họ có thể nhìn thấy ở một cậu bé, nhưng khi trưởng thành, không phải ai cũng nhìn thấy bộ phận kín đáo của đàn ông trước khi họ có bạn trai. Vậy thì tâm lý chung của phụ nữ khi nhìn thấy công cụ của bạn trai thì sẽ có phản ứng như thế nào? Một tạp chí tâm lý giới tính đã tiến hành một cuộc trưng cầu ý kiến của 3.000 phụ nữ trưởng thành với câu hỏi là: phản ứng của bạn là gì khi lần đầu nhìn thấy cậu nhỏ của bạn trai? Và những câu trả lời của phụ nữ là rất thú vị. Và trong video ngày hôm nay, Khánh Ngọc sẽ chia sẻ với quý vị về những phản ứng này nhé. Phản ứng chung của 47% phụ nữ là xấu hổ và sợ hãi. Có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng 47% phụ nữ khi được khảo sát đã nói rằng phản ứng của họ khi lần đầu tiên nhìn thấy của quý của bạn trai là vô cùng xấu hổ, sau đó là sợ hãi. Vì sao lại xấu hổ? Vì đó là tâm lý chung của nhiều người khi nhìn thấy cơ quan sinh dục. Không chỉ nhìn thấy mà tâm lý của nhiều người cũng cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng khi bàn luận đến chuyện tình dục. Nguyên nhân là do thiếu sự cởi mở ở nhiều phụ nữ với những vấn đề tế nhị. Chỉ nói chuyện cũng đã ngại và xấu hổ, thì đương nhiên họ sẽ thấy rất xấu hổ khi nhìn thấy công cụ ở đàn ông lần đầu tiên trong đời. Có những phụ nữ xấu hổ phải che mắt lại, không dám nhìn. Đó là sự thật. Vậy vì sao họ lại sợ hãi? Thông thường khi phụ nữ nhìn thấy cậu nhỏ của bạn trai lần đầu tiên thì nó cơ bản là trong điều kiện cương cứng. Vì nó cương cứng nên phụ nữ cảm thấy là nó khác biệt so với tưởng tượng của mình. Bởi vì khi họ nhìn thấy bộ phận này ở những đứa trẻ thì nó khác, và khi nhìn thấy ở những người trưởng thành thì nó lại có sự khác biệt hơn nữa. Và nỗi sợ ở đây là sợ đau khi nhìn cái hình thù to lớn ấy đi vào cơ thể. Thứ hai, có 30,6% phụ nữ cảm thấy hồi hộp và tò mò. Tình dục là bước tiến quan trọng trong một mối quan hệ, và khi đã nhìn thấy những bộ phận bí mật trên cơ thể của nhau thì phụ nữ hay đàn ông đều có cảm giác hồi hộp và tò mò về nó. Tâm lý hồi hộp là tâm lý chung của bất kỳ ai khi lần đầu chứng kiến hoặc trải nghiệm một cái gì đó mới lạ. Ở đây là việc lần đầu thấy cái ấy của đàn ông. Còn tò mò là vì họ không biết bộ phận đó của đối phương hoạt động như thế nào, có gì khác biệt với của phụ nữ hay không. Cảm giác hồi hộp và tò mò sẽ khiến cho việc làm tình lần đầu tiên thú vị hơn là cảm giác xấu hổ và sợ hãi. Thứ ba là có 17% phụ nữ cảm thấy nó rất xấu xí. Rất nhiều phụ nữ khi trả lời khảo sát đã cho biết là họ cảm thấy cậu nhỏ ở bạn trai xấu xí khi nhìn thấy nó lần đầu. Vì sao lại xấu xí? Một số giải thích cho rằng họ nhìn thấy một màu đen khác biệt so với màu da của bạn trai. Nó dường như xỉn màu, đồng thời thấy những vùng lông mọc lộn xộn và dày đặc che phủ cậu nhỏ, trông nó không được thẩm mỹ cho lắm. Đặc biệt, có những câu trả lời nói rằng của bạn trai không thẳng mà lại cong queo nên quá xấu xí. Thứ tư là 9,6% cho rằng họ thất vọng khi lần đầu nhìn thấy của bạn trai. Đây có thể là một nỗi đau không ít của đàn ông. Nhiều phụ nữ cho rằng sau khi nhìn thấy của bạn trai, họ đã thất vọng vì không giống với tưởng tượng ban đầu của họ. Có cô gái cho rằng kích thước của nó quá ngắn, còn có người thì ngao ngán vì khi cương cứng hết cỡ thì của bạn trai vẫn không được hùng dũng trước con mắt khao khát nhiều hơn của phụ nữ.
Tất nhiên thì chúng ta thấy rằng tỷ lệ phụ nữ thất vọng về điều này không nhiều, nên đàn ông cũng không quá tự ti khi kích thước và độ dày của mình chưa đạt được như kỳ vọng của bạn gái. Và đàn ông cần phải cố gắng hơn nữa để thể hiện với bạn gái ở trên giường, để phụ nữ thấy rằng nhỏ nhưng nó có võ. Thứ năm là 45% phụ nữ cảm thấy hoang mang và tự đặt câu hỏi, nó sẽ đi vào bằng cách nào? Một số lượng lớn phụ nữ đã thật sự hoang mang khi lần đầu nhìn thấy cái ấy của bạn trai. Và trong đầu họ ngay lập tức đặt ra một câu hỏi, nó to như thế thì vào bằng cách nào? Chắc là sẽ đau lắm. Ở đây cũng là một phản ứng sợ hãi, nhưng kiểu sợ hãi này thực dụng hơn. Bởi vì ngay sau khi nhìn thấy thì những phụ nữ này ngay lập tức tưởng tượng ra hành động tiếp theo sẽ diễn tiến ra sao. Và đó là điều khiến họ nghi hoặc. Cảm giác này chính là rào cản khiến nhiều phụ nữ có cảm giác vô cùng đau đớn trong lần đầu ân ái. Bởi phụ nữ không biết cơ chế cấu tạo đặc biệt của cơ thể đàn ông và phụ nữ. Đàn ông càng to bao nhiêu thì của phụ nữ sẽ giãn nở và đàn hồi bấy nhiêu để đáp ứng. Hãy tưởng tượng khi sinh một em bé cũng vậy. Một em bé hơn 2 kg, vì sao có thể chui ra được khỏi bụng mẹ qua bộ phận đó? Nếu phụ nữ hiểu rằng sự đàn hồi tối đa của các cơ vùng kín là rất lớn, thì họ sẽ không quá lo lắng về điều này. Thứ sáu là 14% phụ nữ thấy thích thú khi lần đầu nhìn thấy cậu nhỏ. Nhiều đàn ông lầm tưởng rằng phụ nữ sẽ rất hưng phấn, sẽ rất vui mừng, thích thú và muốn được làm tình ngay sau khi nhìn thấy của bạn trai lần đầu. Thực ra theo khảo sát thì phản ứng này không nhiều. Chỉ khi mối quan hệ giữa phụ nữ và đàn ông đã đi tới bước cuối cùng, đó là hôn nhân, thì phụ nữ mới thoải mái hơn về mặt tâm lý. Còn khi đang yêu, phụ nữ sẽ không có nhiều thích thú với điều này. Cuối cùng là có một tỷ lệ nhỏ phụ nữ có phản ứng rất thú vị với cơ quan sinh sản của đàn ông. Vì sao họ lại thấy thú vị? Bởi vì sự lớn lên và bé đi của bộ phận này ở đàn ông rất đặc biệt. Nó có thể rất nhỏ, nhưng chỉ trong giây lát thì nó lại trở nên hùng dũng, lớn nhanh như thổi. Không ít cô gái bị cuốn hút bởi đặc điểm này và họ đã đặt câu hỏi thẳng thắn với bạn trai của mình rằng, vì sao nó có thể làm được như thế? Câu hỏi đó thì đàn ông nhiều người cũng không trả lời được cho bạn gái. Nếu quý vị cũng chưa biết giải thích thế nào thì cần phải tìm hiểu về cấu tạo của cậu nhỏ và cơ chế bơm máu của nó khi bị kích thích tình dục như thế nào. Sự hiểu biết này có thể giúp đàn ông giải thích cho phụ nữ tò mò một cách khoa học và cặn kẽ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, ở như vậy là Khánh Ngọc đã tóm tắt một số nội dung trong kết quả khảo sát khá thú vị về phản ứng của phụ nữ khi lần đầu tiên nhìn thấy vùng kín của bạn trai sẽ như thế nào. Từ những kết quả này, đàn ông có căn cứ để chuẩn bị tâm lý khi công khai với bạn gái lần đầu, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Buổi chia sẻ của Khánh Ngọc xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.